chào tất cả mọi người. Mình tên là Danh Thị Hiền, mình đến từ Kiên Giang. Hiện tại mình là cộng tác viên của Nhà Văn hóa tỉnh Kiên Giang. Mình là người gốc Khmer và từ nhỏ đã được các anh dẫn dắt và tập luyện tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng ở huyện, tỉnh, khu vực. Và bản thân cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm trong ca hát. Nhưng đa phần thì bản thân mình tự tập luyện về thanh nhạc và cách biểu diễn. Lần thứ hai mình tham gia tiếng hát Mãi Xanh. Và lần này mình đã được vào chung kết. Và rất mong mọi người ủng hộ và bình chọn cho mình nhé. Mã số danh của mình là 08. Thank you.
Thưa quý vị, nhạc phẩm Đá Trong Chồng qua phần thể hiện của thí sinh Danh Thị Hiền, mã số 08. Xin kính mời tiến sĩ Văn Thị Minh Hương sẽ có đôi lời nhận xét. Chào thí sinh Danh Thị Hiền. Bạn là người trẻ nhất trong 9 thí sinh dự thi hôm nay. Và bạn có 3 cái lợi điểm mà tôi nghĩ bạn cũng tự biết mình. Lợi điểm thứ nhất, trẻ, tôi nói rồi. Cái lợi điểm thứ hai, cái giọng của bạn khỏe và cái năng khiếu gần như là trời cho. Và cái cuối cùng là đẹp. Ba cái yếu tố này là cái bất kỳ những người nào làm cái nghề mà đứng trên sân khấu đều phải cần. Và bạn cũng rất thông minh khi chọn cái bài này cho mình để có thể phô trương hết cái chất giọng của mình qua những cái chỗ cao trào của tác phẩm. Chúc mừng bạn. Xin cảm ơn tiến sĩ Văn Thị Minh Hương và Danh Thị Hiền ơi. Được một người phụ nữ khen một người phụ nữ khác là xinh đẹp không phải dạng vừa đâu. Và nếu quý vị yêu thích giọng ca trẻ, khỏe và đẹp này thì có thể nhắn tin 08 gửi về cho tổng đài 8534.